Motion Blur là một đối tượng làm mềm khá hay. Ở đây Motion Blur sẽ giả lập sự chuyển động. Vì vậy các bạn muốn giả lập được thì các bạn đầu tiên phải mở khóa ra trước đã. Ok, các bạn nhấn Ctrl Z trên bàn phím tạo một layer mới. Tôi sẽ đứng ở cái layer dưới này. Tôi vào Filter Blur và chúng ta sẽ chọn phần Motion Blur. Nó đây. Sau khi chọn xong, tôi có thể xoay đối tượng này sao cho hướng xoay này song song với chiều của máy bay này. Ví dụ tôi xoay tương đối như vậy và zoom nhỏ phần này xuống để xem hướng. Các bạn có thể kéo qua vị trí này và tôi có thể tăng cường độ này. Ví dụ tôi cho 50 và tôi ok. Bây giờ tôi đứng ở layer trên, tôi bắt đầu gán cho một cái layer mask, sau đó màu đen và chọn vớt. Cường độ ở đây chúng ta tăng khoảng 50, tôi gõ số 5. Và nét cọ mềm, tôi bắt đầu tẩy. Các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta bắt đầu có những vệt màu. Tôi kéo dần ra ngoài này. Tôi đang cố tình giả lập chuyển động của cánh. Và giả lập phần máy bay, đang bay với tốc độ khá cao. Ví dụ tôi vẽ này. Các bạn thấy rằng chúng ta đang có những hình ảnh như là máy bay đang chuyển động. Tôi có thể gõ số 0 trên bàn phím để cường độ opacity đây cho về 100. Và tôi kéo phần này. Thì đây là một dạng giả lập chuyển động chúng ta có thể ứng dụng trong Photoshop. Các bạn thấy rằng những phần chúng ta tẩy hiện màu đen và hiện những layer ở bên dưới. Bây giờ tắt ở trên đi. Thể hiện toàn bộ đây bên dưới. Nhưng các bạn đừng tô những phần mây này, nó sẽ không thật. Nó sẽ mờ rất ảo. Tôi cần xem xét lại. Đây là một thành phần khá hay. Trong thanh blur chúng ta có motion blur.